như bao cánh chim trên dòng đời biết đâu bờ bến. Anh nơi xứ xa, tôi người tù rừng núi không tên. Một ngày thủy quân lục chiến là một đời thủy quân lục chiến, ghi nhớ khúc anh hùng ta làm được soi đường ta. Bích Hà xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, nhắc đến ông, vị lữ đoàn trưởng đầu tiên của lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến, là nhắc đến một chiến binh đã cống hiến những tháng năm tuổi trẻ của mình cho màu cờ, sắc áo, đã lập được nhiều chiến công, đã được ân thưởng nhiều huy chương, đã được sự mến trọng của đồng đội, chiến hữu. Người chiến binh này chính là đại tá thủy quân lục chiến Tôn Thất Soạn. Đại tá Tôn Thất Soạn hay Đại Bảng Đồ Sơn thuộc dòng dõi Hoàng Thất Triều Nguyễn, sinh ngày 2 tháng 6 năm 1933 tại Đà Lạt. Ông là con của cụ bà Trần Thị Thi và cụ ông Tôn Thất Cung, một công chức thuộc chính phủ Nam Triều của Hoàng đế Bảo Đại. Năm 16 tuổi, người thiếu niên Tôn Thất Soạn đã phải chịu cái tang lớn mất cha khi cụ ông Tôn Thất Cung bị Việt Minh, tiền thân của Cộng sản Việt Nam, bắt cóc tại tỉnh Quảng Bình là nơi cụ làm việc, đem giam giữ tại mật khu rồi giết chết. Thưa quý vị, đại tá Tôn Thất Soạn học trung học tại trường Lycée Khải Định, tiền thân của trường Quốc học ở Huế. Năm 1953, nhận lệnh động viên, ông vào thụ huấn tại Liên trường Võ Khoa, tức tiền thân của trường Sĩ quan Trừ bị, tọa lạc tại Thủ Đức, khóa 4 cương quyết, khai giảng ngày 12 tháng 10 năm 1953. Ngày 1 tháng 6 năm 1954, ông mãn khóa với cấp bậc thiếu úy. Sau khi mãn khóa, thiếu úy Tôn Thất Soạn được chỉ định giữ chức đại đội phó của đại đội 3 của tiểu đoàn 42 Việt Nam, đồn trú tại Diên Săn, Quảng Trị. Tháng 10 năm 1955, ông được gửi đi học lớp vũ khí nặng 106 ly tại trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam tại Đà Lạt. Năm 1956, ông rời binh chủng bộ binh để gia nhập binh chủng thủy quân lục chiến. Ngày 28 tháng 6 cùng năm, với cấp bậc trung úy, ông được cử làm sĩ quan huấn luyện pháo đội 106 ly của thủy quân lục chiến, đóng tại Mỹ Tho. Tháng 8 năm 1956, ông và pháo đội 106 ly di chuyển ra đồn trú tại đảo Ba Bình thuộc thị xã Cam Ranh. Tháng 10 cùng năm, khi pháo đội 106 thủy quân lục chiến được giải tán để chuẩn bị thành lập pháo đội A-75 sơn pháo đầu tiên của thủy quân lục chiến, thì trung úy Tôn Thất Soạn được chuyển về tiểu đoàn 2 trú đóng tại Vũng Tàu, giữ chức đại đội trưởng đại đội 4 kiêm tiểu đoàn phó của tiểu đoàn. Đầu tháng 2 năm 1957, trung úy Tôn Thất Soạn cùng tiểu đoàn 2 đã tham dự chiến dịch Hồng Nhạn tổ chức bởi Hải quân Việt Nam với mục đích huấn luyện đổ bộ, đồng thời cắm các cột mốc chủ quyền quốc gia Việt Nam Cộng Hòa trong vịnh Thái Lan như đảo Phú Quốc, đảo Hòn Khoai, vân vân. Tháng 6 cùng năm, ông và tiểu đoàn 2 đã di chuyển bằng đường bộ ra Ba Ngòi để tiếp nhận căn cứ Cam Ranh do Hải quân Pháp chuyển giao. Chỉ một tháng sau, ông rời tiểu đoàn 2 để về Sài Gòn học Anh văn, chuẩn bị cho việc sang Hoa Kỳ học lớp sĩ quan căn bản thủy quân lục chiến tại căn cứ Quantico của tiểu bang Virginia. Ngày 27 tháng Giêng năm 1958, ông và 6 sĩ quan khác đã vào thụ huấn tại căn cứ Quantico trong 8 tháng. Sau khi mãn khóa, trở về Việt Nam, trung úy Tôn Thất Soạn đã quay lại với tiểu đoàn 2. Tháng 11 năm 1958, ông được chỉ định làm tiểu đoàn phó kiêm đại đội trưởng đại đội 4 của tiểu đoàn 2
cho vị tiểu đoàn trưởng là Đại úy Nguyễn Thành Yên. Từ năm 1959 cho đến gần cuối năm 1960, Trung úy Tôn Thất Soạn đã cùng tiểu đoàn 2 từng được gửi đi trên tàu hải quân để trấn giữ các đảo ở Hoàng Sa, tiếp đó đi bảo vệ và bình định các khu trù mật vừa hình thành. Riêng về đại đội trưởng Tôn Thất Soạn đã được chỉ định dẫn đại đội đến hoạt động tại quận Long Toàn của tỉnh Vĩnh Bình, rồi Cù Lao Vung ở tỉnh Ba Xuyên, rồi sau đó được điều động ra đặc khu Côn Sơn ở đảo Côn Sơn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho trại tù giam giữ tù nhân Cộng sản. Ngày 16 tháng 10 năm 1960, Trung úy Tôn Thất Soạn rời tiểu đoàn 2 để về Bộ Tư lệnh của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến có trụ sở đặt tại trại Cửu Long ở Thị Nghè, giữ chức trưởng phòng 2, tức phòng tình báo. Tháng 9 năm 1961, mang cấp bậc đại úy, ông được gửi sang Hoa Kỳ học khóa tham mưu đổ bộ, tức AWS, tại căn cứ Quantico của tiểu bang Virginia trong 8 tháng. Trở về nước, ông được chỉ định làm đại đội trưởng đại đội 4, kiêm tiểu đoàn phó của tiểu đoàn 4, cho tiểu đoàn trưởng là đại úy Bùi Thế Lân. Tháng 9 năm 1962, đại úy Tôn Thất Soạn cùng tiểu đoàn 4 đã đổ bộ vào mật khu Lê Hồng Phong, lục soát mật khu, tịch thu được nhiều chiến lợi phẩm. Thưa quý vị, trong năm 1963, đại úy Tôn Thất Soạn đã cùng các chiến hữu, đồng đội tham dự và lập được nhiều chiến công trong hai trận chiến. Chiến thắng đầu tiên mang tên Chiến dịch Sóng Tình Thương vào đầu tháng Giêng năm 1963, khi phối hợp với Hải quân Việt Nam tổ chức hành quân tại vùng Nam Căn, tỉnh Cà Mau với mục đích bình định và an dân. Chiến thắng thứ hai mà ông và tiểu đoàn 4 tham dự là chiến thắng khi vào đầu tháng 5 năm 1963, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến đã tiến đánh, dẫm nát mật khu Đỗ Xá, nằm trong vùng rừng núi hiểm trở giữa ranh giới của ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín và Kon Tum. Trong chiến thắng này, những chiến binh Thủy quân Lục chiến đã phá hủy các cơ sở hậu cần của quân Bắc Việt, bao gồm một bệnh viện giã chiến, tịch thu nhiều võ khí. Thưa quý vị, sau đảo chánh năm 1963, đại úy Tôn Thất Soạn được đề cử làm tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 3, rồi chỉ hơn một năm sau, vào tháng Giêng năm 1964, ông rời tiểu đoàn 3 để giữ chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1. Vừa trở thành tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 1, ông và tiểu đoàn đã được gửi đi tăng phái hành quân cùng sư đoàn 7 bộ binh tại Mỹ Tho. Sau đó, được điều động về Gò Công, đặt dưới quyền chỉ huy của chiến đoàn. Thưa quý vị, chiến cuộc tại Nam Việt Nam bắt đầu từ năm 1965 đã leo thang khi Cộng sản Bắc Việt được sự yểm trợ hùng hậu của Nga Xô và Trung Cộng về võ khí và nhân lực, đã chuyển từ chiến thuật du kích sang chiến thuật tấn công quy mô ở cấp chính quy. Những lực lượng quân sự của Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có Thủy quân Lục chiến, đã phải gian khổ hơn trong công cuộc đối đầu với quân Bắc Việt để bảo vệ lãnh thổ và dân chúng trong cuộc chiến tự vệ. Xin hãy cùng nhìn lại vài chiến tích tiêu biểu của người chiến binh mũ xanh Tôn Thất Soạn và các đồng đội chiến hữu của ông. Trận Ba Gia, tháng 6 năm 1965. Đây là cuộc hành quân hỗn hợp giữa tiểu đoàn 1 Thủy quân Lục chiến, chỉ huy bởi thiếu tá Tôn Thất Soạn, tiểu đoàn 3 Thủy quân Lục chiến, chỉ huy bởi thiếu tá Nguyễn Thế Lương, và tiểu đoàn 5 Nhảy dù, chỉ huy bởi thiếu tá Nguyễn Khoa Nam, nhằm giải tỏa áp lực uy hiếp tỉnh Quảng Ngãi của quân Cộng sản. Và trong trận này, phía Việt Nam Cộng Hòa đã gặt được chiến thắng lớn lao. Trận Việt An, tháng 8 năm 1966. Ngày 6 tháng 8, Trung tá Tôn Thất Soạn trong cương vị chiến đoàn trưởng chiến đoàn B đã chỉ huy các tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 4 và pháo đội 105 ly
Thủy quân lục chiến phối hợp với lực lượng Hoa Kỳ cùng các đơn vị bộ binh của quân đoàn 1 đã được trực thăng vận từ tỉnh lỵ Quảng Tín đổ quân xuống thung lũng Việt An để lùng và diệt địch, mà lực lượng chủ lực là sư đoàn 3 sau vàng. Sau 4 ngày quần thảo cùng địch quân, quân ta đã chiến thắng, làm chủ tình hình và gây tổn thất nặng về nhân mạng và vũ khí cho địch quân. Trận Tết Mậu Thân, tháng Giêng năm 1968. Ngày 29 tháng Giêng năm 1968, tức 30 Tết, Cộng quân đã vi phạm hiệp ước hưu chiến, đánh phá nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 31 tháng Giêng, tức mùng 2 Tết, Trung tá Tôn Thất Soạn cùng chiến đoàn B gồm các tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 và pháo đoàn B thủy quân lục chiến đã được không vận từ vị trí dưỡng quân ở quận Cai Lệ về Sài Gòn. Cộng thêm tiểu đoàn 4 đang ở Vũng Tàu cũng được điều động về Sài Gòn, sát nhập vào chiến đoàn B để cùng giải tỏa áp lực của Việt Cộng xâm nhập và tấn công thủ đô, bao gồm Bộ Tổng Tham mưu từ đêm 30 Tết. Sau 8 ngày chiến đấu ròng rã, ngày 6 tháng 2, tức mùng 8 Tết, Trung tá Tôn Thất Soạn cùng toàn thể chiến đoàn B đã hoàn thành nhiệm vụ đẩy lui và tiêu diệt Cộng quân ở những vùng trách nhiệm. Sau chiến thắng Tết Mậu Thân, Trung tá Tôn Thất Soạn được thăng cấp đại tá tại mặt trận. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 10 năm 1968, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến được nâng cấp lên thành sư đoàn. Theo đó, hai chiến đoàn cũng được nâng cấp lên thành lữ đoàn. Chiến đoàn B của đại tá Tôn Thất Soạn trở thành lữ đoàn 258 và đại tá Tôn Thất Soạn trở thành vị lữ đoàn trưởng đầu tiên. Vị lữ đoàn trưởng của lữ đoàn 258 lại tiếp tục cùng đồng đội, chiến hữu, lập thêm nhiều chiến tích. Hành quân tại vùng 4, tháng 10 năm 1969. Ngày 1 tháng 10, đại tá Tôn Thất Soạn được chỉ định làm chỉ huy phó lực lượng đặc nhiệm Thủy bộ 211, là một lực lượng bao gồm lữ đoàn 258 cùng hải quân tại vùng 4 chiến thuật, do Hải quân đại tá Lê Bá Thông là chỉ huy trưởng, đã tổ chức hành quân để củng cố an ninh thủy bộ cho miền Tây Nam Việt. Hành quân Campuchia, tháng 5 năm 1970. Ngày 9 tháng 5, Lữ đoàn trưởng Tôn Thất Soạn đã chỉ huy lữ đoàn gồm tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 2 pháo binh đã vượt ranh giới tỉnh Châu Đốc theo sông Cửu Long cho đến gần thủ đô Nam Vang với nhiệm vụ giữ an ninh ở bến phà Ních Luông cũng như an ninh thủy bộ trên sông Mê Công. Thưa quý vị, cuối tháng 5 năm 1970, đại tá Tôn Thất Soạn bàn giao lữ đoàn 258 cho Trung tá Nguyễn Thành Trí để đi học khóa chỉ huy và tham mưu cao cấp tại Đà Lạt. Sau khi mãn khóa, vào ngày 1 tháng Giêng năm 1971, ông được chỉ định làm chánh thanh tra của sư đoàn thủy quân lục chiến. Trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 tại Hạ Lào năm 1971, ông đã tham dự trong cương vị chỉ huy phó kiêm tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hành quân của sư đoàn thủy quân lục chiến. Đầu tháng 12 năm 1973, đại tá Tôn Thất Soạn được chỉ định làm tỉnh trưởng tỉnh Hậu Nghĩa, là một tỉnh nằm ở phía tây của thủ đô Sài Gòn và giữ vai trò quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh vòng đai của thủ đô. Sau ngày đất nước bị bức tử, ông đã bị bắt đi giam giữ trong 13 năm. Tháng 4 năm 1993, ông và gia đình đã sang Hoa Kỳ định cư tại tiểu bang Iowa. Thưa quý vị, đại tá Tôn Thất Soạn là một trong những người đã góp công đáng kể để làm lừng danh binh chủng thủy quân lục chiến. Xin hãy gửi đến ông cùng tất cả những chiến binh thủy quân lục chiến đã chiến đấu, đã hy sinh cho cuộc chiến tự vệ của đất nước, còn sống hay đã mất, một lời cảm tạ và một lời tôn vinh. Bạn bè ai còn ai mất, bạn bè
bao người nay phế binh lầy lất trên quê mình, dừa thế nhân lắm vô tình. Mây tan gió yên cho một ngày quê hương bừng sáng, ta đâu nỡ quên khi đồng đội đau xót khôn nguôi. Một ngày thủy quân lục chiến là một đời thủy quân lục chiến, ghi nhớ chiến công ngày qua là máu xương bạn ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày an lành.